cho các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử về vlogger Nguyễn Thành Nam. Nguyễn Thành Nam là một trong những YouTuber có sức ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam với kênh YouTube NTN Vlog đã đạt gần 8 triệu lượt người theo dõi. Nguyễn Thành Nam, biệt danh là NTN, sinh năm 1994, nơi sinh Thái Bình, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nghề nghiệp vlogger, YouTuber, game thủ chuyên nghiệp. Nguyễn Thành Nam dần trở nên nổi tiếng từ những video trong series Thử lòng người lạ được đăng tải trên Monster NTN. Nội dung trong clip hơi lầy lội, đôi khi là những tình huống cực kỳ khó đỡ như giả vờ gãy chân, đánh rơi điện thoại, thiếu tiền về quê nhưng lại nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ của cộng đồng mạng. Đến nay, sau rất nhiều cố gắng sáng tạo và hoàn thiện bản thân thì Nguyễn Thành Nam đã sở hữu 4 kênh YouTube riêng với nội dung khác nhau. NTN Vlog chuyên về các thử thách hài, Funny Game, kênh về bình luận game, Monster NTN, kênh về các trò đùa nhảy, NTN, kênh dự phòng. Trong một bài chia sẻ, anh cho biết tất cả các clip bản thân làm đều dựa vào sở thích, suy nghĩ bất chợt nảy lên và thực hiện để chia sẻ với mọi người, chứ không quá đặt nặng về vấn đề format hay lên ý tưởng trước cho nội dung của mình. Bên cạnh đó, Thành Nam cũng thể hiện niềm đam mê với nghệ thuật giải trí. Sản phẩm gần đây nhất là MV Cuộc Sống Mà đã đạt top trending của YouTube được đăng trên kênh NTN Vlog. Tại Việt Nam, Thành Nam hiện đang đứng ở trong top 3 những kênh YouTube được đăng ký nhiều nhất. Hai vị trí top đầu thuộc về Fat TV và Popkid. Đặc biệt, tính đến nay thì anh chàng là YouTuber đầu tiên sở hữu cho mình 4 nút vàng YouTube tại Việt Nam. Không chỉ hot ở trên YouTube mà kênh Facebook của anh chàng cũng sở hữu hơn 700.000 người theo dõi. Mỗi bài viết, hình ảnh đều nhận được hàng nghìn lượt like và tương tác. Mới đây, trên kênh YouTube của NTN Vlog đã đăng tải đoạn video cột gần 100 con dao Thái Lan hiệu Kiwi bằng băng dính đen hết sức lỏng lẻo thả từ trên tầng 2 xuống. Mục đích là miếng thịt dưới nền đất. Tuy nhiên, điều đang nói là anh không hề cài đặt chế độ hạn chế tuổi cũng như không có dòng cảnh báo nguy hiểm không nên thực hiện tại nhà. Ngay lập tức, đoạn clip đã đạt 1,7 triệu lượt xem. Nhiều người đã lên án video này vì lo ngại trẻ em khi xem những clip này sẽ học theo và gây ra nguy hiểm. Bên cạnh về tài năng game, làm video thì Thành Nam còn sở hữu vẻ ngoài cực kỳ điển trai, phong độ với khiếu ăn nói hài hước, dí dỏm nên thu hút được rất nhiều người hâm mộ yêu thích và theo dõi. Hiện tại, chuyện tình yêu của YouTuber hàng đầu Việt Nam này vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Mới đây, YouTuber NTN tuyên bố nghỉ làm vlog. Sau hàng loạt video gây tranh cãi, Nguyễn Thành Nam, chủ của kênh YouTube NTN đã khiến người nghi ngờ khi tuyên bố dừng hẳn làm vlog. Ngày 21 tháng 2, Nguyễn Thành Nam, chủ nhân của kênh YouTube NTN, đăng tải video mang tên NTN Video Cuối Cùng, tuyên bố sẽ dừng làm vlog. Sau 6 năm bám trụ với nghề, đến bây giờ có quá nhiều áp lực. Tôi muốn gửi một lời xin lỗi dành cho những gì mà tôi đã gây ra trong thời gian vừa qua, những video mà không có ý nghĩa hoặc không mang lại lợi ích gì cho xã hội. Cảm ơn các bạn đã xem clip của NTN, Nguyễn Thành Nam nói. Nam Vlogger cũng cho biết, trước đây anh có đăng các video thông báo nghỉ làm YouTube tương tự, song sau đó quay lại vì muốn choi mọi người, còn lời tuyên bố lần này là thật. Thông báo này của Nguyễn Thành Nam đã nhận được gần 1 triệu lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải. Nhiều người đã tỏ ra bất ngờ trước quyết định của Nam Vlogger. Thế nhưng cũng không ít người cho rằng video lần này lại là một chiêu trò khác của anh. Lại cuối cùng thôi, mong anh đừng ra video nữa, Lê Dương bình luận. Pháp Hoàng đồng tình, cảm ơn anh vì đã ngưng làm clip đầu độc giới trẻ, xin anh giữ lời dùm nhé. NTN là một trong những kênh YouTube có lượng người xem lớn tại Việt Nam với hơn 8 triệu lượt, song đã gây được nhiều ấn tượng xấu bằng các video nhảm nhí, nguy hiểm, câu view, trong khi người xem phần lớn là trẻ em. Tháng 11 năm ngoái, Nguyễn Thành Nam bị nhiều người lên án khi làm clip thả 100 con dao từ trên cao xuống đất. Sau đó, Nam Vlogger tuyên bố xóa kênh, song thực chất chỉ là trò đùa để câu view.
Trước đó, Nguyễn Thành Nam đã thực hiện nhiều trò chơi khăm, thử thách nhảm nhí như ăn mì trong bồn cầu, bay trên sân thượng, ra tai nạn giao thông, thử lòng người vô cảm, làm nhà bằng hàng nghìn ống nhựa. Anh đã từng bị công an triệu tập lên sau khi tổ chức thực hiện clip đánh bom khủng bố ở Hà Nội. Quá trình làm YouTube của Nguyễn Thành Nam. Nguyễn Thành Nam bắt đầu làm YouTube từ năm 2014, thời điểm mà không nhiều người biết làm thế nào để kiếm tiền từ mỏ vàng này. Giai đoạn ban đầu, các video của anh đa số là chơi game và bình luận game. Các trò chơi mà NTN hay đăng tải, đột kích, GTA 5, Overwatch. Thời gian sau đó, Nguyễn Thành Nam đã mở rộng phạm vi nội dung của mình với các clip thử thách như thử lòng người khi gặp cướp, va chạm giao thông, thiếu tiền về quê, thả dưa hấu từ trên nóc nhà, nhảy dù với chiếc ô, nằm ngủ trong lòng đất, ra nghĩa địa lúc đêm khuya ăn mì cay. Trong số đó, các clip mà anh lấy ý tưởng từ các YouTuber nước ngoài rồi diễn lại. Đặc biệt, có một lần Nguyễn Thành Nam đã bị công an mời lên làm việc vì diễn cảnh đánh bom ở trên phố Hà Nội. Đối tượng khán giả chủ yếu của Nguyễn Thành Nam là các em học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Trang YouTuber này đã được các fan nhí yêu thích đến mức sẵn sàng bỏ công cày view miễn phí cho thần tượng. Nguyễn Thành Nam đã sở hữu những video với số lượng lượt xem cực lớn, lớn đến mức mà ngay cả ca sĩ nổi tiếng cũng chưa chắc đã đạt tới. Clip bể bơi 5.000 quả bóng bay trong nhà tắm đã đạt gần 40 triệu lượt xem. Thử thách đi xe máy gắn lò xo hơn 25 triệu lượt xem. Thử thách dùng phao từ 100 chai Coca-Cola đổ 100 viên Monster vào quả bóng Coca-Cola hơn 20 triệu lượt xem. Phong cách của Nguyễn Thành Nam đã thay đổi không nhiều trong những năm qua. Anh thường mặc đồ đen và đội chiếc mũ lưới chai quen thuộc của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.